Tinh bạn Diệu Kỳ, YG phải chăng đã gả Winner cho Adam? Là hai ông lớn không đội trời chung của ngành công nghiệp giải trí xứ Kim Chi, thế nhưng chẳng rõ vì sao, vài năm trở lại đây, YG và Adam lại thân nhau đến lạ. Bằng chứng cụ thể là sắp tới đây, gà nhà YG, nhóm nhạc nam 4 thành viên Winner sẽ ra mắt show truyền hình thực tế mang tên Renown. Và điều đang nói ở đây là show này được sản xuất bởi đội ngũ nhân viên của Adam. Đã vậy, trên poster còn có cả logo to tranh ảnh của Sương Mai. Và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai công ty giải trí lớn có sự kết hợp ngang ngược như thế này. Còn nhớ vào năm 2018, khi Winner tổ chức fansign ngoài trời nhưng gặp sự cố thời tiết đổ mưa, công ty của chủ tịch Lee Soo-man cũng đã ra tay nghĩa hiệp cho mượn tòa nhà SM College Atrium để hoàn thành nốt sự kiện. Dù trước đây hay nói kháy, đã đẻo nhau trước truyền thông, thế nhưng tình bạn Diệu Kỳ họ dành cho nhau thì chẳng thay đổi được. Từ đây, dân tình đang không ngừng đặt dấu chấm hỏi, phải chăng YG đã gả Winner và làm rẻ SM rồi sao?